Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu Ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5 năm 2024, một ngày khá là tốt đẹp ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ đã kết thúc tháng 5 khá thắng lợi. Tất cả các cái chỉ số lớn từ S&P 500 cho đến Nasdaq cho đến là Dow Jones đều tăng trưởng trong tháng 5 cả. Và người ta xem đây là tháng 5 của năm 2024 là một trong những cái tháng 5 thành công nhất của thị trường chứng khoán Mỹ trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Đó là một cái sự thành tựu rất là tốt và một cái tin rất là cái tích cực cho cộng đồng của mình, những người đầu tư vào chứng khoán Mỹ an toàn, đầu tư liên tục và đầu tư dài hạn. Và nếu như mà các bạn tiếp tục mua cổ phiếu Mỹ, mua các cái quỹ an toàn như là VOO, VGT và SMS trong tháng 5 thì các bạn đã có một cái kết cục rất là tốt đẹp. Chúc mừng tất cả các bạn nếu mà các bạn đã mua những cái quỹ an toàn trong tháng 5 hàng tuần cũng giống như mình và rất là nhiều người khác. Thì cái bản tin của ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tình hình của chứng khoán Mỹ trong tháng 5 là chủ yếu, nhưng mà sau đó thì mình sẽ nói về hai chủ đề. Cái thứ nhất là hai công ty Dell và HP là hai công ty mà rất là hai công ty một trong hai công ty lớn nhất sản xuất những cái máy laptop và những cái máy computer, personal computer. Và cả hai công ty này thì đều bán máy laptop và bán máy personal computer cho những cái công ty, nhà xưởng và cũng như là những cái cá nhân. Nhưng mà cái bộ phận mà bán cho commercial á, tức là bán cho các công ty và văn phòng á, thì lớn hơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn vì sao hai công ty này nó lại có một cái tương lai khá tốt trong những năm tới. Và cuối cùng là mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình vừa mới mua thêm một cái cổ phiếu AI nóng và cái cổ phiếu này thì vừa mới giảm giá 20%. Có rất nhiều bạn hỏi mình là có định mua thêm cổ phiếu nào không? Thì từ trước đến giờ mình chưa định mua thêm cái cổ phiếu nào cả. Nhưng mà mình thấy cái cổ phiếu AI này đang rớt giá và có vẻ như là giá của nó cũng đang ổn. Cho nên mình quyết định mua thêm 5 share cho cái cổ phiếu này nữa. Thì có gì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn mua 5 cái cổ phiếu này từ cái tài khoản Vanguard của mình là như thế nào. Rất là nhiều bạn hỏi mình là có nhiều khi các bạn mua cổ phiếu ở Vanguard thì mua các cái quỹ VTO, VTI, VOO và VGT đều được. Nhưng mà đến khi mua các cái cổ phiếu lẻ của các công ty lẻ như là Microsoft, như là Facebook, như là Google, như là Meta này nọ thì lại có vẻ như là không được. Cho nên hôm nay mình quyết định chia sẻ với các bạn cái cách mua các cái cổ phiếu lẻ này từ cái tài khoản đầu tư ở Vanguard thì như thế nào, để nếu như các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể mua giống như mình. Khi mà mình mua các cái cổ phiếu lẻ này á thì đợt này mình mua là cuối tháng 5, tức là cái số tiền mình đầu tư vào các kỳ cổ phiếu đơn lẻ khoảng 5% tiền đầu tư của mình trong tháng 5 này. Cho nên là đây là cái số tiền mà mình đầu tư 5% số tiền đầu tư vào các cái cổ phiếu rủi ro. Cho nên nếu mà các bạn muốn mua các cái cổ phiếu đơn lẻ như thế này thì các bạn cũng chỉ nên hạn chế mua từ 5% cho đến 10% mà thôi. Mình đã đầu tư vào chứng khoán Mỹ 12 năm trở lại đây rồi và mình liên tục trung thành là đầu tư 100% vào các cái quỹ an toàn VOO và VGT. Chỉ mới những năm trở lại đây thì mình mới bắt đầu mua thêm các cái cổ phiếu lẻ. Nhưng mà khi mình mua thêm các cái cổ phiếu lẻ thì mình cũng chỉ mua 5 cho đến 10% mà thôi. Bởi vì mình biết á, đầu mua thêm các cái cổ phiếu lẻ này là các cái khoản đầu tư rất là mạo hiểm, có khả năng sẽ mất trắng. Cho nên mình chỉ hạn chế từ 5 cho đến 10%. Mà trước khi mình mua các cái cổ phiếu lẻ này thì mình cũng làm rất là nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu để tìm hiểu các cái chiến lược của nó, các cái thế mạnh của nó, các cái trào lưu hiện giờ. Vì sao mình nghĩ các cái cổ phiếu lẻ này có khả năng sẽ tốt trong nhiều năm tới, trong 2-3 năm tới. Và thông thường mình mua các cái cổ phiếu lẻ này á, mặc dù nó là các cái khoản mua ngắn hạn hơn là các cái khoản mua các cái quỹ an toàn như là VOO và VGT, nhưng mà trong cái chiến lược của mình á, cho dù ngắn hạn thì nó cũng phải là 1, 2, thậm chí là 3 cho đến 5 năm. Cho nên là mình nhắc đi nhắc lại với các bạn, muốn mua các cái cổ phiếu lẻ này thì phải rất là cẩn thận, chỉ mua một cái số tiền rất là ít từ 5 cho đến 10% ngân sách đầu tư của mình. Và quan trọng hơn nữa là khi mua các cái cổ phiếu lẻ này thì phải cẩn thận, phải nghiên cứu, phải xem các cái bài phân tích chuyên sâu, phải tìm hiểu thế mạnh của nó, ngắn hạn, dài hạn, rủi ro của nó ngắn hạn, dài hạn là như thế nào trước khi quyết định mua. Alright, nhưng mà trước khi chia sẻ với các bạn tất cả các cái thông tin bùng nổ đấy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc tháng 5 như thế nào. Thì đấy, các bạn thấy cái tiêu đề của cái bài ngày hôm nay là
chứng khoán Mỹ đã kết thúc một tháng thắng lợi, the winning month. Chỉ số S&P 500 này nó đã đạt được là cái tháng năm tốt nhất kể từ năm 2020. Như vậy là 4 năm liên tục là năm này tháng năm đã có một cái tháng tốt đẹp nhất là so với 4 năm vừa qua. Thì ngày hôm qua các bạn nhớ ngày 2 ngày hôm trước thì 2 ngày hôm trước thì chứng khoán Mỹ đang mất giá và đang giảm. Nhưng mà ngày hôm nay thì chứng khoán Mỹ đã tăng ngược trở lại. Cái chỉ số Dow Jones thì đã tăng 1,5% và nó đã hồi phục lại sau 2 ngày giảm liên tục, ngày hôm thứ tư và hôm thứ năm. Chỉ số S&P 500 thì cũng tăng 0,8%, trong khi cái chỉ số Nasdaq thì nó chỉ giảm một chút xíu, 0,01%, gần như là không đáng kể, gần như là không giảm gì so với ngày hôm qua. Và như vậy á, thì là cả ba cái chỉ số chính này đều đã có những cái record, đều có những cái kỷ lục trong tháng này, trong tháng năm này. Đây là một tháng rất là tốt đẹp trên thị trường chứng khoán Mỹ so với là tháng 4. Tháng 4 là một cái tháng mà thị trường chứng khoán Mỹ mất giá, cho nên đó cũng là tháng mà mình mua nhiều hơn. Trong khi tháng 5 là một cái tháng rất là tốt, nhưng mà mình chỉ mua theo cái mức trung bình, mức cái mức bình thường mình thường mua mà thôi. Và cái chỉ số S&P á, thì là nó đạt được cái tháng năm tốt nhất kể từ năm 2020. Chỉ số Dow á, thì đạt được tháng năm tốt nhất từ năm 2021. Và chỉ số Nasdaq thì cũng tốt hơn là tháng năm của năm 2023. Tức là thằng Nasdaq thì là năm này cũng tốt hơn là năm ngoái. Rất là nhiều nhà đầu tư như mình và bạn thì đều thắng lời trong tháng năm này, đặc biệt là nếu như bạn trung thành với cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn, tức là chỉ mua cả thị trường, mua VOO và VGT, mua VOO, VGT và SMS, thì năm này thì tháng năm này là một cái tháng rất là tốt đẹp cho cộng đồng đầu tư an toàn của mình, chỉ mua các cái quỹ chỉ số mà không chơi các cái cổ phiếu lẻ. Tuy nhiên, nếu các bạn mua các cái cổ phiếu lẻ như là Nvidia thì tháng năm này cũng là một cái tháng khá thắng lớn. Thì trong 4 cái cổ phiếu lẻ mà mình có mua đó là Microsoft, Nvidia, Facebook và Arm, thì là Nvidia, Arm, Microsoft là 3 cổ phiếu mà mình đều thắng, và Nvidia thì thắng rất lớn trong tháng năm này. Trong khi Facebook thì tháng năm này không được tốt lắm, bởi vì Facebook có một bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận không được tốt, cho nên là trong tháng năm này cổ phiếu của Facebook không được tốt, mặc dù giảm thì cũng không giảm nhiều, nhưng mà không tốt bằng Arm với là Microsoft với là Nvidia, đặc biệt là Nvidia. Một cái cổ phiếu nữa mà mình cũng có mua đó là AVGO. Các bạn nhớ là mình mua Broadcom trong một lần mua bốc đồng, mua không hề suy tính và cũng không hề tìm hiểu sâu sắc gì cả, chuyên sâu gì cả, nhưng mà cũng may mắn là cái khoản mua đó nó cũng có lợi nhuận. Và sau đó thì sau những cái bài phân tích chuyên sâu á, thì mình có đầu tư $1.000 nữa vào 2 cổ phiếu đó là SMCI và Qualcomm. Thì Qualcomm rất là thẳng trong tháng năm này, SMCI thì cũng được, không thẳng nhiều lắm nhưng mà cũng không mất gì cả, cho nên tháng năm này các cái cổ phiếu lẻ của mình đều khá tốt. Và bây giờ là ngày cuối cùng của tháng năm thì mình sẽ mua thêm một cái cổ phiếu lẻ nữa, và hôm nay khi mà mua cái cổ phiếu lẻ này thì mình sẽ share màn hình và mình sẽ cho bạn thấy là mua như thế nào và mua ở cái tài khoản nào và mua từ tài khoản Vanguard thì nên mua như thế nào. Thì chút xíu mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì ở đây bạn thấy Nasdaq thì nó đã rất là thắng lợi, và trong tháng năm này á, thì cổ phiếu của Nasdaq, chỉ cổ phiếu của Nvidia đã tăng lên cái mức là trên $1.100 một cổ phiếu. Các bạn nhớ trước đây là nó chưa bao giờ nó lên được mức 1.000 cả, nhưng mà tháng năm là mức mà nó broke cái record của nó và tăng lên được 1.000 một tăng lên được cái mức giá 1.100 một cổ phiếu. Đến ngày sắp tới đây, ngày mùng 7 tháng 6 thì Nvidia sẽ tắt cổ phiếu và nó sẽ tắt 1 thành 10 cổ phiếu. Thì lúc này là cái lúc mà cổ phiếu Nvidia đang tăng, bởi vì nhà đầu tư đang rất là hào hứng với cái chuyện là một cổ phiếu được tách thành 10 cổ phiếu. Bởi vì như vậy thì sẽ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ như mình và bạn sẽ muốn mua cái cổ phiếu Nvidia này hơn, bởi vì giá của nó sẽ thấp hơn. Tâm lý chung của những người đầu tư nhỏ lẻ như mình và bạn là giá tốt, giá thấp hơn thì rất là nhiều người muốn mua hơn. Có một bạn hỏi mình á, là ngoài cái chuyện mà người ta làm giá cổ phiếu
thấp đi để nó dễ cho những người đầu tư nhỏ lẻ như mình và bạn mua. Còn có cái lý do gì khi mà họ tách một cổ phiếu thành 10 cổ phiếu như vậy hay là không? Thì một cái lý do cũng rất là quan trọng và cũng rất là chiến lược khác khi mà Nvidia quyết định tách cái cổ phiếu này một thành 10 để giá cổ phiếu của nó chỉ còn trên dưới 100 đô la là nó mong muốn được kết nạp vào cái chỉ số Dow Jones. Bởi vì chỉ số Dow Jones á, thì người ta có những cái quy luật, người ta tính bằng cái giá cổ phiếu và người ta không muốn kết nạp vào trong cái chỉ số này những cái cổ phiếu mà có giá rất là cao, bởi vì nếu như mà nó có giá rất là cao thì nó là chiếm một cái phần tập trung rất là lớn trong cái chỉ số Dow Jones này, thì người ta không muốn cái chuyện đó xảy ra, cho nên người ta chỉ kết nạp các cái cổ phiếu mà nó rất là mạnh, rất là có mức ảnh hưởng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, với một cái điều kiện quan trọng nữa là giá cổ phiếu của nó không được quá cao. Thì một trong những lý do mà Nvidia tách ra thành 10 chứ không tách ra thành 3 cũng không tách ra thành 5 là nó muốn cái giá cổ phiếu của nó nằm xuống khoảng giữa 100 cho đến 100 mấy chục đồng thôi. Thì như vậy thì cái khả năng được kết nạp vào cái chỉ số Dow Jones nó sẽ cao hơn. Mà như các bạn biết á, khi mà các cái cổ phiếu này được kết nạp vào các cái chỉ số lớn thì nó cũng tăng cái khả năng là cái số lượng giao dịch của nó sẽ tăng lên, bởi vì các cái quỹ mà nó track theo các cái chỉ số nó sẽ phải mua thêm cái cổ phiếu Nvidia nữa. Nếu ví dụ giống như là khi mà mình mua VOO chẳng hạn thì VOO nó track theo cái chỉ số S&P 500, thì khi mà SMCI nó được kết nạp vào S&P 500 thì cả cái quỹ mà nó track theo S&P 500 phải mua thêm cái cổ phiếu SMCI. Thì bây giờ Nvidia nó cũng mong muốn như vậy, nếu mà nó được kết nạp vào Dow Jones thì các cái quỹ mà nó track theo cái performance của Dow Jones á thì nó cũng phải mua thêm cái cổ phiếu này để có cái sự hiện diện của cái cổ phiếu này trong cái danh mục đầu tư của nó, nếu như mà nó muốn track cái quỹ đầu tư của nó theo cái performance của Dow Jones. Thì đó cũng là một cái lý do. Thì mùng 7 tháng 6 tới đây là cái ngày mà Nvidia sẽ được tách ra một thành 10. Đó là một ngày mình nghĩ rất là quan trọng cho cộng đồng của mình, đặc biệt là nếu các bạn có mua cổ phiếu Nvidia. Nếu như bạn nào mà đang có ý định mua cổ phiếu Nvidia và có hỏi mình là nên mua bây giờ hay là nên đợi đến khi cái cổ phiếu này được tách ra cái đã rồi lúc đó hẳn mua, thì các bạn xem thêm cái video mình làm cho mình trả lời cho cái câu hỏi đó và những cái bài phân tích chuyên sâu của mình về cái cổ phiếu Nvidia này trước khi các bạn quyết định có mua thêm hay là không. Thì ở đây mình có làm một bài phân tích chuyên sâu cho các bạn hội viên vàng và kim cương, một cái bài phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu Nvidia này, và mình chỉ rõ ra năm cái lý do rất là lớn mà mình vẫn quyết định mua cổ phiếu Nvidia này thêm và chưa muốn bán, mặc dù rất là nhiều người trong cộng đồng của mình thì khuyên mình là bây giờ nên bán Nvidia đi, bởi vì giá nó đã tăng như vậy rồi và mình cũng đã lời được 30-40% rồi thì nên bán đi để chốt lời và mua những cái cổ phiếu khác. Nhưng mà mình thật sự là mình không có giỏi về cái cách đầu tư mà kiếm lợi nhuận ngắn hạn như vậy, cho nên sau khi mà mình đã đầu tư vào một cái cổ phiếu nào rồi thì mình muốn giữ cái cổ phiếu đó lâu dài, chứ mình không còn muốn kiếm lợi nhuận ngắn hạn bán rồi đi mua các cái cổ phiếu khác. Mình nghĩ đó cũng là một cái hạn chế của mình và hạn chế cái channel của mình là mình không có giỏi về cái chuyện chọn ra các cái cổ phiếu để có lợi nhuận ngắn hạn chỉ trong vòng một vài tháng hoặc là một vài tuần, sau đó là đi mua các cái cổ phiếu khác để có lợi nhuận ngắn hạn hơn nữa. Bởi vì trước khi mình mua một cái cổ phiếu nào á thì mình phân tích rất là chuyên sâu, bỏ ra rất là nhiều thời gian để tìm hiểu nó, để phân tích chiến lược nó, để phân tích thế mạnh ngắn hạn, thế mạnh dài hạn, rủi ro ngắn hạn, rủi ro dài hạn. Và khi mà mình quyết định mua một cái cổ phiếu nào rồi á thì mình kiểu như là có một cái lòng tin mù quáng luôn rồi, bởi vì là mình đã phân tích rất là kỹ và suy nghĩ rất là kỹ, mình thấy rất là có ít khả năng mà để cho cái cổ phiếu đó nó rớt giá. Có nhiều bạn xem channel thì cũng bình luận trời ơi nói mình nói giống như thử là nghe như là đinh đóng cột, nghe chắc chắn rồi hả, đến khi mà coi như nó rớt á thì rùng 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 như là mít rùng, thì chắc là đến khi nó rớt thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà đến khi mình làm các cái bài phân tích chuyên sâu á thì mình bỏ rất là nhiều thời gian và rất nhiều tâm sức để làm các cái bài phân tích chuyên sâu đó, cho nên khi đã chọn ra cái cổ phiếu mà mình mua với các cái khoản đầu tư mạo hiểm này á thì mình rất là tin vào cái cách suy nghĩ của mình là vì sao mình nghĩ các cái cổ phiếu này trong 2-3 năm nữa nó sẽ tăng trưởng, bởi vì các cái trào lưu hiện giờ là như thế nào và nó hoạt động trong những cái lĩnh vực nào, mà để chứng tỏ ra cái
với cái trào lưu hiện giờ thì cái công ty này nó sẽ khá là thắng lợi, khá là thành công trên cái phương hướng này, trên cái con đường này. Cho nên là mình khá là convicted, mình có một cái big conviction khi mà mình đã chọn cả cái cổ phiếu của các công ty nhỏ lẻ như thế này. Cho nên nó cũng khó thay đổi. Thì các bạn nhớ, nếu mà các bạn cũng muốn đầu tư vào các cái cổ phiếu đơn lẻ giống mình thì cho các cái khoản đầu tư mạo hiểm mà thôi, thì các bạn nhớ xem thêm các cái bài phân tích chuyên sâu của mình để xem thì các bạn có đồng ý không. Nếu mà các bạn đồng ý và các bạn cảm thấy những cái phân tích đó là hợp lý thì khi mà mình mua các cái cổ phiếu đơn lẻ này á, các bạn cũng có thể mua theo với cái mức 50% tiền đầu tư mạo hiểm. Mình nhắc đi nhắc lại cái chuyện này rất là nhiều, và các bạn chỉ nên mua các cái cổ phiếu đơn lẻ khi mà bạn cảm thấy rất là được thuyết phục, càng bạn cảm thấy rất là tin tưởng vào cái chiến lược và cái trào lưu hiện giờ ở trên thị trường. Thì đó là các cái bài phân tích chuyên sâu, mà nếu các bạn trở thành hội viên vàng và hội viên kim cương thì các bạn sẽ xem được các cái bài phân tích chuyên sâu này. Và các cái bài phân tích chuyên sâu này thì mình phân tích rất là kỹ, rất là chi tiết cho các cái cổ phiếu nóng cũng như là các cái quỹ đầu tư an toàn như là SMH, như là VGT. Có nhiều bạn hỏi mình á, là cái quỹ SMH có an toàn hay là không, thì mình nghĩ bạn nên xem thêm cái video mà mình làm phân tích chuyên sâu cho cái quỹ SMH này. Khi bạn trở thành hội viên vàng và kim cương thì khi bạn xem thêm cái video này thì bạn sẽ thấy là nó có an toàn như thế nào, mức độ an toàn của nó là ra sao, và cái rủi ro lớn nhất khi mà bạn muốn mua cái cổ phiếu này của cái quỹ an toàn này là gì. Alright, thì đó là ngày hôm nay ở trên thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay có một cái tin rất là quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, đó là một cái bản báo cáo về tình hình lạm phát tháng 4 đã được công bố. Thì cái tình hình lạm phát này nó làm để chỉ một cái bản báo cáo này cho cái chỉ số lạm phát mà người ta gọi là core inflation. Và cái chỉ số core inflation này á, thì nó chỉ tập trung vào cả cái mặt hàng mà không kể đến giá của cả mặt hàng thực phẩm cũng như là năng lượng. Thì người ta thấy rằng á, là đây là một cái tin tức khá tốt lành, bởi vì á, là giá của cái core index này nó chỉ tăng 0,4% vào tháng 4, và như vậy thì nó đã tăng chậm hơn so với mức tăng trưởng 0,3% trong tháng 3. Nhưng mà mặc dù nó tăng chậm hơn nhưng mà nó vẫn tăng, thì cái đó là cái yếu tố người ta khá lo ngại. Thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn cái một cái bài mình sẽ nói kỹ hơn về cái chuyện này một chút. Nhưng mà khi mà chỉ số lạm phát ngày hôm nay được công bố như vậy thì nó cũng có một cái tác động khá tích cực, là nó làm cho cái tình hình trái phiếu tiền lời của trái phiếu 10 năm, một cái trái phiếu của chính phủ Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 4,5%. Trước đây á, thì là nó khoảng 4,68, 4,7%. Nhưng mà sau khi có cái bản báo cáo lạm phát được công bố sáng hôm nay thì cái chỉ số thì cái tiền lời, cái yield ở trên cái trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ đã giảm xuống chỉ 4,5% mà thôi. Thì đó là một cái tin tốt lành. Những cái cổ phiếu khác mà cũng quan trọng, cộng đồng mình cùng quan tâm, đó là cái cổ phiếu DJT, là của cựu tổng thống Trump, thì ngày hôm nay đã rớt. Bởi vì sau khi mà cựu tổng thống Trump bị kết án 34 tội danh, và các tội danh này là tội danh hình sự liên quan đến cái chuyện làm giả sổ sách kinh doanh trong cái vụ mà mua chuộc một cái ngôi sao phim người lớn trong năm 2016, trong cái cuộc chiến dịch bầu cử năm 2016, để cái cô này không còn chia sẻ những cái câu chuyện giữa cô với là cựu tổng thống Trump. Bởi vì nếu mà chia sẻ các cái câu chuyện đó vào lúc đó thì có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự xác suất mà cựu tổng thống Trump sẽ được bầu cử. Cho nên là sau khi ông bị kết án, là bị quy tội, và một cái bồi thẩm đoàn đã kết tội ông với 34 tội danh như vậy, thì cái cổ phiếu chính này nó cũng bị sụt giảm. Ngày hôm qua mình có đưa tin là một cái công ty AI hiện giờ, một cái cổ phiếu AI rất là nóng hiện giờ, đó là Dell với cái mã là DELL, thì ngày hôm nay đã giảm gần đến 20%. Mà mình nghĩ từ đầu ngày á, thì nó giảm khoảng 20%, đến cuối ngày thì nó chỉ giảm khoảng còn 18% mà thôi. Sau khi nó có một cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận không được hoàn hảo lắm mà mình đã chia sẻ ngày hôm qua rồi, thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ thêm một chút về cái chuyện
nó có ảnh hưởng như thế nào trong những cái chiến lược đầu tư AI của mình và cộng đồng. Thì bạn thấy Dell vào đây ngày hôm nay trong giờ thì nó giảm đến khoảng còn 17,87%, ngoài giờ thì nó giảm thêm 0,5% nữa sau khi nó có một cái bài báo cáo lợi nhuận doanh thu, báo cáo doanh thu và lợi nhuận không được hoàn hảo lắm. Thì đó là những cái tin chính ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay, một cái ngày khá tốt đẹp. Thì bây giờ ngày hôm nay á thì có một cái bản báo cáo về tình hình lạm phát ở Mỹ trong tháng 4, tập trung vào cả người ta gọi là core index, tức là những cái chỉ số lạm phát chính mà thôi. Thì ở đây người ta nói á, là cái mức độ tăng trưởng tháng này qua tháng nọ vào tháng 4 á, thì nó chỉ khoảng 0,2%, và như vậy thì thấp hơn cái mức độ tăng trưởng của tháng 3 so với tháng 2 là 0,3%. Thì nó vẫn còn tăng, mặc dù cái mức tăng nó giảm lại rồi thì nó cũng cũng khá là tốt. Nhưng mà cái không tốt mà người ta cảm thấy lo ngại á, là cái mức tăng của tháng 4 năm này so với tháng 4 năm ngoái thì nó ở cái mức 2,8%, trong khi cái mức tăng của tháng 3 năm này so với tháng 3 năm ngoái thì cũng ở 2,8%. Như vậy thì nó chưa thật sự giảm, bởi vì nếu như mà tháng 3 năm này so với tháng 3 năm ngoái á, nó tăng 2,8% rồi, mà tháng 4 năm này so với tháng 4 năm ngoái nó giảm đi một chút, nó tăng 2,7% rồi. Thôi thì rất là quý, nhưng mà nó vẫn chưa giảm, nó vẫn còn ở cái mức của tháng 3. Thì cái đó là cái mà người ta cảm thấy á, là nó vẫn chưa có tính thuyết phục là lạm phát nó đã quay lại cái mức tiêu chuẩn là mức 2%. Nhưng mà các bạn thấy là nó cũng bắt đầu đi về với là cái mức tiêu chuẩn, nó đã bắt đầu đi về với cái mức là 2% rồi. Thì đó là một cái chuyện rất là tốt đẹp cho những một cái trào lưu khá là lành mạnh, khi mà cái chỉ số này nó vẫn đi đến gần với 2%, mặc dù tháng 4 thì nó chưa có những cái biến chuyển mà tốt so với tháng 3, bởi vì nó vẫn còn nằm ở cái mức 2,8%. Và người ta nói rằng á, với cái câu chuyện như vậy thì có vẻ như là các quan chức của Ngân hàng Dự trữ Trung ương vẫn sẽ chưa có thay đổi cái quan điểm của họ, là họ phải giữ cái giá, họ phải giữ cái lãi suất hiện giờ ở mức cao. Họ phải giữ cái lãi suất hiện giờ ở mức cao trong một cái thời gian dài hơn nữa. Và rất là nhiều quan chức ở Ngân hàng Dự trữ Trung ương á thì đều có những cái phát biểu. Ví dụ ông này thì ông là Ngân hàng Dự trữ Trung ương ở New York, thì ông nói là chắc chắn đến một lúc nào đó thì sẽ giảm lãi suất, nhưng mà ông không cảm thấy có một cái sự gấp rút gì ở đây cả, mình phải đợi. Và rất nhiều người nói á, ví dụ cái ông Jerome Powell thì cũng nói là ông phải đợi, Ngân hàng Dự trữ Trung ương phải đợi ít nhất là 3 tháng liên tục, khi mà các cái chỉ số lạm phát này nó đều giảm theo một cái xu hướng rất là tốt, thì khi đó ông mới cảm thấy tự tin hơn. Trong khi những cái quan chức khác như là ông Chris Wallen đó thì nói là ông phải chờ rất là nhiều tháng để coi có thử là cái chỉ số lạm phát này nó đi xuống, thì ông mới cảm thấy tự tin cho cái chuyện này. Thì bạn thấy là tất cả các cái thông tin và các cái câu phát biểu đều đi theo một cái hướng như vậy cả. Alright, thì tiếp theo là một cái mẫu tin mà mình nghĩ nó rất là quan trọng và rất là quan trọng cho cộng đồng của mình, đặc biệt là các bạn đang đầu tư vào các cái công ty semiconductor và các cái công cụ, các cái quỹ SMS của semiconductor, hoặc là các cái cổ phiếu nắm trong cái nhóm các công ty semiconductor. Thì ở đây các bạn thấy người ta nói là CEO AIPC, thì bây giờ nó có một cái term mà từ đây chắc các bạn cũng nghe nhiều hơn, là các bạn sẽ có những cái term như là điện thoại AI, máy laptop AI và máy tính cá nhân AI. Thì AIPC này á, nó là máy tính cá nhân, personal computer. Thì máy tính cá nhân có khả năng là cái laptop hoặc là cái máy tính để bàn ở nhà. Thì tất cả những cái đó đều được xem như là PC cả. Thì các bạn biết á, là cả cái máy máy tính cá nhân, điện thoại di động và các cái tablet, tức là các cái iPad, những cái sản phẩm đó thì nó rất là tốt. Nhưng mà những người dân, những người giống như mình và bạn và các cái công ty, khi mà họ mua các cái sản phẩm đó rồi á, thì là cái cycle để họ đổi sản phẩm mới thì nó sẽ rất là dài. Ví dụ cả cái sản phẩm đó thì nó rất là bền vững, cho nên là người ta sử dụng 3 năm, 5 năm rồi, người ta vẫn không có nhu cầu đổi qua cái đời sản phẩm mới.
bởi vì nó vẫn rất là tốt. Ví dụ cái máy điện thoại di động của mình hoặc là cái máy laptop của mình xài 3 4 năm nay rồi mà mình không có nhu cầu để đổi qua một cái đời mới, bởi vì cái đời bây giờ mình xài mình cảm thấy rất là tốt, rất là ổn, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thì thị trường PC này á, thị trường personal computer này á, nó đã bị stagnant, nó đã không tăng trưởng được trong 2 năm qua, bởi vì cái nhu cầu mà thay đổi sản phẩm mới và upgrade lên cái đời mới nó không quá lớn, cho nên là các công ty và các cá nhân vẫn rất là chậm trong việc mua các cái máy mới này. Nhưng mà sắp tới đây thì người ta rất những cái công ty mà sản xuất các cái PC này, các cái personal computer này, vừa laptop vừa điện vừa máy tính để bàn, thì người ta rất hào hứng là bởi vì sắp tới nó sẽ có một cái hiện tượng gọi là các cái máy PC với AI, và đó là cái lý do lớn để cho những người và các những cá nhân và những cái công ty này sẽ thay đổi, sẽ upgrade nó lên để tạo ra các cái để mua các cái sản phẩm mới, những cái máy tính mới với cái chức năng của AI. Thì đó là một cái lý do rất là lớn để các công ty và các cá nhân thay đổi, upgrade cái sản phẩm của mình, và đó là một cái cơ hội để cho các cái công ty mà bán các cái máy tính này như là HP hoặc là cái công ty khác cũng bán cái máy tính này nữa là Dell sẽ có thể hưởng lợi từ cái chuyện đó. Và một cái công ty khác mà cũng sẽ hưởng lợi từ cái chuyện đó đó là Microsoft, bởi vì cả cái máy tính này của Dell và của HP thì đều chạy trên cái hệ điều hành Windows. Và khi các bạn mua các cái máy tính này, đặc biệt là các công ty mua các cái máy tính này, thì họ cũng sẽ mua luôn các cái license của các cái hệ điều hành Windows mà do Microsoft bán ra. Và với cái hệ điều hành Windows mới của Microsoft thì cái hệ điều hành đó nó sẽ được support với những cái tính năng AI luôn, và các cái máy PC mới này, các cái máy laptop mới này, nó sẽ có các cái con chip đủ mạnh để cho nó chạy các cái tính năng AI ở trên các cái máy tính này luôn. Thì cái đó là một cái tin rất là tốt để cho những cái công ty bán máy tính này nó sẽ có một cái cơ hội phát triển. Thì những người trong cái thị trường này, người ta nói là năm 2024, 10% của những cái máy PC được bán ra thì sẽ có cả cái tính năng AI. Và sau đó trong 3 năm tới, năm 25, 26, 27, thì cả cái máy laptop mà có AI nó sẽ tăng lên đến 60% tổng cả cái laptop sẽ được bán ra. Và theo dự đoán của mình á, thì 5, 7 năm tới thì 100% laptop, 100% PC nó sẽ được upgrade lên và được thay mới với những cái máy đã có AI, đã có các cái tính năng AI luôn rồi. Thì như vậy các bạn thấy đây là cái trào lưu mới mà nó sẽ là đưa ra một cái cycle để cho tất cả các công ty và tất cả các cá nhân đều phải thay đổi cái máy PC của họ, cái máy laptop của họ. Và như vậy những cái công ty hưởng lợi nó sẽ là công ty Dell, công ty HP và những cái công ty sản xuất ra các cái máy laptop này khác nữa, cũng như là Microsoft là cái công ty mà bán được cái hệ điều hành Windows ở trong cái máy mới này. Bởi vì cả cái máy PC mới này nó phải có hai cái thứ nhất là nó phải có cả cái con chip đủ mạnh để chạy cả cái tính năng AI, và cái thứ hai là cái hệ điều hành Windows mới của Microsoft cũng có những cái tính năng AI, mà Microsoft thì đã có những cái thông báo là họ sẽ có những cái PC mà họ sẽ có cái tính năng AI ở trong đó, nó gọi là Copilot Plus PC, và đó là một cái thế hệ mới, máy tính mới sẽ được bán ra ở trên thị trường. Thì những cái công ty như vậy mình nghĩ trong 3 tới 5 năm tới nó sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Nói đến Dell á, thì các bạn thấy á, là ngày hôm qua nó đã có một cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận không được hoàn hảo, cho nên ngày hôm nay bạn thấy cổ phiếu của nó đang giảm đến 18%, và sau giờ làm việc thì nó còn giảm hơn nữa. Mà Dell á, thì trong business của nó chỉ có hai cái. Một cái á, là bán các cái máy tính này cho các cái công ty và các cái cá nhân. Và cái thứ hai là bán các cái server, nó gọi là cái infrastructure. Thì mình đã có làm một cái bài phân tích chuyên sâu về Dell này. Mình nói Dell là một trong những cái cổ phiếu hot và một cái cổ phiếu AI winner. Có nên mua cổ phiếu Dell này hay là không? Thì nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn nhớ xem thêm cái video phân tích chuyên sâu này của Dell. Thì sau khi mình làm cái bài phân tích này của Dell á, thì mình rất là thích. Nhưng mà lúc đó thì giá Dell nó đang liên tục tăng, cho nên là mình không dám mua.
Nhưng mà mình có nói nếu mà giá Dell nó giảm xuống từ 20 đến 25% thì mình muốn mua một ít cổ phiếu này, bởi vì mình nghĩ sau cái bài phân tích chuyên sâu này thì mình nghĩ là nó sẽ có tương lai tốt trong 2 cho đến 3 năm tới. Thì mình bởi vì nó có hai cái business mà cả hai cái business này nó đều được hưởng lợi từ những cái trào lưu AI hiện giờ, thì mình nghĩ trong 2 3 năm tới Dell nó sẽ có một cái tương lai khá là sáng sủa. Thì hôm nay mình quyết định mua 5 cổ phiếu của Dell. Hôm nay mình sẽ quyết định mua 5 cổ phiếu của Dell. Thì bây giờ mình sẽ nhập log in vào cái tài khoản Vanguard của mình để mình mua thêm 5 cái cổ phiếu của Dell nữa để mình chia sẻ với các bạn, cũng là một cách để cho các bạn, có nhiều bạn hỏi mình là vì sao không thể mua được cả cái cổ phiếu Dell, cả cái cổ phiếu riêng lẻ ở trên các cái công ty, ở trên các cái tài khoản của Vanguard. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn vào đây, xong rồi các bạn click vào transact. Thì khi các bạn click vào transact á, thì các bạn click vào buy và sell. Thì khi các bạn click vào buy và sell á, các bạn chọn trade ETF hay là stock, thì các bạn chọn cái đầu tiên. Và cái này á, thì mình buy, tức là mình click vào đây ở buy. Thì ở đây mình có rất là nhiều các cái account khác nhau. Thì ở đây mình sẽ chọn cái account á, là brokerage account của mình để mình mua cái cổ phiếu này. Thì bây giờ ở đây mình sẽ ghi cái cổ phiếu mà mình chọn là Dell, và mình muốn mua là 10 cổ phiếu luôn chứ không phải 5 nữa. Lúc nãy mình tưởng nó là 239 đồng, nhưng mà bây giờ mình nhớ lại cổ phiếu của nó chỉ 139 đồng thôi. Thì bây giờ mình quyết định mua luôn 10 cổ phiếu và mình đặt lệnh là mua market. Thì các bạn thấy ở đây nó có một cái khác nhau với là mua các cái ETF, là nếu bạn mua cổ phiếu thì Vanguard nó không có support cho bạn mua là 10,2 cổ phiếu. Thì nó không có cái support đấy. Nhưng mà nếu bạn mua VOO và VGT của nó thì bạn có thể mua 0,01 cổ phiếu, 0,05 cổ phiếu, 5,2 cổ phiếu, 5,17 cổ phiếu. Nhưng mà đối với cả cái cổ phiếu đơn lẻ này thì bạn phải mua số chẵn, bạn chỉ mua được 10 cổ phiếu. Thì ở đây mình mua Dell 10 cổ phiếu, và đây mình chọn khi nào mình mua thì mình cũng mua giá market cả. Bởi vì mình là người mua theo kiểu lâu dài, tức là 1-2 năm, cho nên là giá nó chênh lệch 1 đồng, một vài chục cent thì cũng không sao. Và đây là mình mua trong ngày. Thì bây giờ mình click preview order. Và họ nói là market close. Nếu mà bạn submit cái order này thì nó sẽ take effect khi mà thị trường mở cửa. Thì mình click continue. Và sau đó thì mình submit cái order này để khi thị trường mở cửa ngày thứ hai thì là mình đã mua được cái này rồi. Thì bạn lại bây giờ mình có một cái open order ở trên Vanguard. Và cái này là mình mua 10 cổ phiếu Dell, là 10 cổ phiếu của cái công ty cổ phiếu AI này mà mình rất là tin tưởng là nó sẽ có một cái tương lai tốt trong 1-2 năm tới. Mình biết có rất là nhiều bạn trong cộng đồng thì sẽ chấm biểu mình và nói trời ơi, nói chuyện giống như thử là có cái crystal ball nó xảy ra. Nhưng mà cái cách của mình là như vậy, nếu như mà mình phân tích chuyên sâu, mình bỏ thời gian mình suy ngẫm, mình biết đến mình bỏ thời gian mình suy ngẫm, mình tìm hiểu các cái chiến lược của nó, và khi mà mình đã cảm thấy tin rồi á thì mình có một cái conviction, và khi mà mình nói về cái conviction của mình á thì nó lại rất là mạnh mẽ và rất là truyền cảm hứng. Và nếu mà người nào mà nghe mình nói như vậy á mà cũng muốn tin vào cái conviction của mình á thì rất là tin. Nhưng mà người nào mà đang có một cái xu hướng ngược lại á thì cũng cảm thấy rất là bực bội, bởi vì mình nói y như là chuyện đã xảy ra rồi nhưng mà chưa chưa xảy ra, mình chỉ hy vọng là nó sẽ tăng trong 1-2 năm tới mà thôi. Nhưng mà do những cái phân tích chuyên sâu của mình làm mình cảm thấy rất là tin tưởng là Dell nó sẽ có một cái tương lai rất là tốt, thì mình mua trước 10 cổ phiếu như vậy để sau đó một thời gian á, để khoảng 1-2 tuần tới mà nếu nó biến chuyển như thế nào thì mình sẽ mua thêm, bởi vì mình nghĩ Dell nó sẽ có một cái tương lai khá tốt trong 1-2 năm tới. Không biết các bạn thì suy nghĩ như thế nào. Alright, vậy là mình đã chia sẻ các cái bản tin chính thức, các cái tin lớn của ngày hôm nay, và cũng chia sẻ với các bạn là mình đã mua thêm 10 cổ phiếu của một cái công ty AI sau cái bài phân tích chuyên sâu của mình, và đó được xem như là cái khoản đầu tư mạo hiểm cho tháng 5 của mình. Và như vậy thì trong tháng 5 mình không mua thêm các cái cổ phiếu đơn lẻ nào nữa cả, mà mình chỉ tập trung mua các cái quỹ VGT, VOO và SMH mà thôi. Cho nên các bạn nếu mua các cái cổ phiếu đơn lẻ thì cũng nhớ như vậy, chỉ mua từ 5 cho đến 10% tiền đầu tư của các bạn, và nên tìm hiểu rất là kỹ
tìm hiểu rất là chắc chắn, để khi mà bạn cảm thấy có một cái niềm tin rất là mạnh liệt là chiến lược công ty sẽ tốt và nó sẽ có tương lai tốt trong một cái khoảng thời gian sắp tới thì hẳn mua. Alright, hy vọng các bạn thích cái bản tin này. Nếu các bạn thích thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn xem channel của mình một thời gian rồi và có những cái lợi ích, đặc biệt là các lợi ích kinh tế, lợi ích tài chính từ channel của mình, thì hy vọng các bạn cũng sẽ tham dự cái chương trình hội viên với mình. Tham dự cái chương trình hội viên vàng và kim cương á, thì sẽ cho các bạn các cái lợi ích độc quyền xem được những cái bài phân tích chuyên sâu của mình, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán Mỹ, cũng như hiểu rõ hơn về các cái quỹ an toàn, cũng như hiểu rõ hơn về các cái cổ phiếu nóng mà mình bỏ ra rất là nhiều thời gian và rất là nhiều tâm sức để mình làm các cái bài phân tích chuyên sâu, để chia sẻ kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng của mình. Thì mình hy vọng các cái bài phân tích chuyên sâu đó cũng sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều các cái lợi ích tài chính và lợi ích kinh tế. Mình làm á, thì mình rất là transparent, mình chia sẻ hết với tất cả các bạn, mình làm gì mình cũng chia sẻ hết cả. Nếu mà mình mà hên mà thắng thì các bạn cũng sẽ thắng, nếu mình xui mà thua thì chắc là các bạn cũng sẽ thua luôn. Nhưng mà hy vọng trong 12 năm qua mình đã khá thắng lợi ở trên thị trường chứng khoán Mỹ với cái chiến lược đầu tư an toàn của mình, thì hy vọng trong 10 năm tới, 20 năm tới mình cũng sẽ tiếp tục thắng lợi với là cái chiến lược đầu tư an toàn trên thị trường chứng khoán Mỹ của mình. Và hy vọng cái chuyện mình thắng lợi về cái chiến lược đầu tư an toàn này cũng sẽ giúp cho cả cộng đồng người Việt mình thắng lợi trên cái chiến lược đầu tư an toàn vào thị trường chứng khoán Mỹ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Bởi vì bây giờ, đến bây giờ thì mình nghĩ những cái sự thắng lợi của mình á, nó không còn quan trọng và không còn lớn bằng cái sự thắng lợi của cả cộng đồng của mình. Bởi vì rất nhiều người sau khi xem channel của mình thì biết được cái cách đầu tư an toàn này thông qua các cái quỹ chỉ số và đầu tư trung thành, đầu tư liên tục thông qua các cái quỹ an toàn này, và giúp cho cộng đồng người Việt của mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tiền nhàn rỗi của mình đã ra được nhiều tiền hơn một cách tốt nhất, một cách an toàn nhất và một cách bền vững nhất. Thì cái đó là cái quan trọng hơn cả cái tài khoản đầu tư của mình nữa. Cho nên khi mà mình làm cái gì thì mình rất là cẩn thận và rất là đắn đo và rất là suy ngẫm, bởi vì những cái mình làm nó không những là ảnh hưởng đến tài chính của mình mà còn ảnh hưởng đến tài chính của rất nhiều người trong cộng đồng của mình nữa, là những người mà làm việc rất là cực khổ, kiếm được tiền rất là cực khổ và tiết kiệm tiền cũng rất là cực khổ, bởi vì em gái mình cũng là như vậy, rất là nhiều người thân trong gia đình của mình cũng là như vậy. Cho nên mình biết cái chuyện mình làm nó có một cái ý, nó có một cái tầm ảnh hưởng rất là quan trọng mà cũng rất là cũng cũng rất là lớn cho những người trong cộng đồng của mình. Thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng bằng cách tham dự vào cái chương trình hội viên vàng và kim cương. Nếu như mà bạn tham dự vào với là cái hội viên kim cương á, thì bạn sẽ có thêm những cái khóa học độc quyền dành cho các bạn hội viên kim cương mà thôi. Thì bây giờ mình ngày mai là mình bắt đầu tung ra cái video đầu tiên cho cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu. Thì đó là cái khóa học mà mình sẽ bắt đầu tung cái bài học ngày mai vào bài học đầu tiên vào ngày mai, ngày thứ bảy. Thì hy vọng các bạn, những người vừa mới biết đến đầu tư chứng khoán Mỹ, từ trước đến giờ chưa bao giờ đầu tư chứng khoán Mỹ bao giờ cả, chưa bao giờ mua một cái stock nào ở Mỹ cả, nhưng mà trong những ngày qua, trong những tuần qua, trong những tháng qua đã xem video trên channel của mình và đã xem rất là nhiều video nhưng mà vẫn chưa muốn làm gì cả, chưa dám làm gì cả, thì hy vọng các bạn sẽ tham dự cái khóa học đó với mình. Trong cái khóa học đó thì chỉ có 11 bài mà thôi, và một tuần mình sẽ cố gắng làm 2 bài, thì chỉ sau khoảng 5 tuần, 7, 6 tuần là các bạn học luôn cả được cái cách đầu tư an toàn vào thị trường chứng khoán Mỹ. Và trong cái khóa học đó thì mình sẽ giải thích rất là cặn kẽ từng bước một, từng chi tiết một, mình giải thích những cái lý do, những cái quỹ, những cái cách làm để cho tất cả cộng đồng mình đều có thể đầu tư an toàn vào thị trường chứng khoán Mỹ, để cho tiền của mình có thể đẻ ra được nhiều tiền nhất, tiền của mình đẻ ra được nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền ngay cả lúc mà mình đang ngủ, để mình chuẩn bị cho một cái cuộc sống hưu trí tốt đẹp sau này. Mình cũng đã có 2 khóa học cho các bạn trong nhóm hội viên kim cương, là khóa học kiếm tiền từ Airbnb và khóa học về cái tài khoản hưu trí tốt nhất, cái tài khoản mà người ta gọi là có cái super power, tức là cả 3 lần được miễn thuế, đó là tài khoản health saving account. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến 2 cái khóa học đó thì trở thành hội viên kim cương cũng sẽ giúp cho các bạn học được 2 cái khóa học đó nữa. Sắp tới á, thì là mình sẽ tung ra các khóa học liên tục, khi nào mình cũng sẽ có những cái khóa học mới mà hy vọng sẽ giúp cộng đồng của mình có thêm được nhiều kiến thức và nhiều kinh nghiệm để quản lý tài chính cũng như là để đầu tư vào chứng khoán Mỹ một cách an toàn. Alright, nếu mà các bạn xem video này lần đầu tiên thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút subscribe để đăng ký channel của mình, để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt, bye bye.